Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2020. Kỷ niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4 còn là ngày kỷ dỗ của năm vị tướng Việt Nam Cộng hòa đã tuẫn tiết. Sự hy sinh cao quý này đã để lại một trang sử cho thế hệ hậu duệ với lòng tôn kính và ngàn đời biết ơn để kính nhớ ơn người nằm xuống vì chính nghĩa. VTV xin trân trọng gửi đến quý vị bản tin tài liệu về ngũ hộ tướng Việt Nam Cộng hòa. Chương trình do Minh Thúy và Võ Thiên Toàn thực hiện. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phần 1. Ngũ hổ tướng quân lực Việt Nam Cộng Hòa Ơn tổ quốc trọng tình, sinh vi tướng, nghĩa dân quân vẹn tiết, tử vi thần. Chết mà vì nước, chết vì dân, chết đấng nam nhi trả nợ trần, chết buổi đông chu hồn thất quốc chết như Tây Hán lúc tam phân, chết như hưng đạo hồn thành thánh, chết tựa trưng vương phát hóa thần, chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết, chết mà vì nước, chết vì dân. Thơ của cụ Sào Nam Phan Bội Châu Dở lại những trang sử chiến đấu dũng mãnh và hào hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhân tưởng niệm ngày 30 tháng 4 là ngày nước Việt Nam Cộng Hòa thôi tồn tại. Chúng tôi Phạm Phong Dinh muốn kể lại cho các bạn trẻ Việt Nam công nghiệp chiến đấu và những giây phút sáng chói cuối cùng của những vị thần tướng làm rạng danh nước Nam trên trường quốc tế. Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Thiếu tướng Lê Văn Hưng, Chuẩn tướng Trần Văn Hai, Chuẩn tướng Lê Nguyên Vĩ. Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam là hậu duệ của dòng dõi Nguyễn Khoa danh tiếng ở đất thần Kinh Huế. Mà các cụ tổ từ đời này sang đời nối tiếp đều có công trạng giúp chú Nguyễn mở mang bờ cõi về phương Nam, mà điểm dừng là mũi Cà Mau. Được hung đúc từ truyền thống ấy, Thiếu tướng Nam thuở còn ở tuổi học sinh siêng năng chăm học, rất hiếu thảo với cha mẹ. Ân thường nghiền ngẫm kinh Phật, sách triết học và nho học. Người cũng say mê hội họa, âm nhạc và giỏi về nhạc lý. Sau này khi trở thành vị tướng tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh và rồi lên tư lệnh quân đoàn 4, quân khu 4, người nổi tiếng là vị tướng tự ái, thương lính yêu dân, rất được quân và dân miền Tây kính trọng và yêu thương. Mỗi lần thiếu tướng Nam bay đến các tiểu khu hay các đơn vị chiến trường nào thì ông cũng đều không muốn làm phiền thuộc cấp vì chuyện ăn uống. Lắm lúc, ông chỉ cần vài trái bắp luộc là đã xong cho một bữa trưa. Nếu ở bộ tư lệnh thì người luôn xuống câu lạc bộ dùng cơm cùng với các sĩ quan có gì ăn nấy. Là một Phật tử thuần thanh, thiếu tướng Nam ăn chay 15 ngày mỗi tháng, cố gắng tôn trọng những giới cấm, tránh sát giới, nhưng vẫn chu toàn bổn phận của một người lính chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Bà con thân thuộc đều đến thăm ông thì được, nhưng để xin ân huệ hay nhờ vả đều nhận được sự từ chối thẳng thắn Cuộc sống của người quá giản dị, không vợ con, không nhu cầu vật chất xa hoa, không gì hết, đơn giản đến mức trở thành huyền thoại. Tướng Dương Văn Minh, người được Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa bỏ phiếu đa số chấp thuận lên nắm quyền tổng thống võng vẹn mới có 3 ngày, đã vội vã ra lệnh toàn quân lực Việt Nam Cộng Hòa buông súng, thôi chiến đấu từ 10 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Dưới quân khu 4 miền Tây, thì các tướng lãnh của quân ta nào đâu chịu đầu hàng một cách nhục nhã như vậy đại cuộc không thành thành mất thì tướng phải tuẩn tiết theo thành thiếu tướng nam lên xe đi vào quân y viện phan thanh giản cần thơ thăm những chiến hữu thương binh của người lần cuối cùng mối thương cảm vận nước đến hồi đen tối chiến hữu gãy súng và thương phế binh chắc chắn sẽ bị quân địch tàn nhẫn đuổi ra nằm lê la trên hè phố bụi đất với những vết thương còn lỡ lói và rướm máu đã làm cho đôi mắt của người sưng húp lên. Đến tối thì thiếu tướng Nam quay trở về dinh tư lệnh, nằm bên bờ con sông Cái Khế và nhận được tin chuẩn tướng Lê Văn Hưng, tư lệnh phó quân khu 4, đã nổ xuống tuấn tiết trong văn phòng tại trại Lê Lợi. Đến nửa đêm thì thiếu tướng Nam trân trọng, mặc bộ đồ lễ phục trắng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa với gù vai, dây biểu chương, huy chương các loại gắn lên trên ngực áo, nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sau bàn tư lệnh. Rồi người đưa khẩu súng Browning lên bắn vào màng tang, đầu người gục xuống về phía trái. Ngày hôm sau, các sĩ quan còn ở lại bộ tư lệnh đã đứng nghiêm chỉnh chào người anh hùng, rồi an táng thi thể người trong nghĩa trang quân đội Cần Thơ. Trong đầu năm 1994 thì thân nhân của thiếu tướng Nam đã xuống cần thờ bốc mộ, hỏa thiêu và mang tro cốt về thờ trong chùa Gia Lâm trên đường Lê Quang Định, quận Gò Vấp, Sài Gòn. Chuẩn tướng Lê Văn Hưng, tư lệnh phó quân đoàn 4 quân khu 4 đã tự sát trong văn phòng tư lệnh phó tại trại Lê Lợi, nằm trên đường Hòa Bình, Cần Thơ, trước khi thiếu tướng Nam vài tiếng đồng hồ. Tên tuổi của chuẩn tướng Hưng đã được biết đến từ khi ông còn là một sĩ quan chiến đấu trên chiến trường miền Tây và được xưng tụng là một trong những con mảnh hổ dũng cảm nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Từ chức vụ đại tá trung đoàn trưởng trung đoàn 31 thuộc sư đoàn 21 bộ binh ông được điều động tới quân khu 3 làm sư lệnh sư đoàn 5 bộ binh và được vinh thanh chuẩn tướng chỉ vài tháng trước khi chiến trận mùa hè đỏ lửa nổ lớn tại An Lộc trong năm 1972. Định mệnh đã chọn chuẩn tướng Hưng làm người tử thủ An Lộc và đánh thắng đến 4 sư đoàn địch, vang danh quân sử Việt Nam và chiến sử thế giới. Hình ảnh dũng cảm và quen thuộc mà chiến sĩ tử thủ An Lộc ngưỡng mộ người tư lệnh của họ là chiến sĩ Lê Văn Hưng đầu đội nón sắt, quần lính, áo thun màu ô liu, tay sách cây M16 như bất cứ một người lính khinh binh nào. Làm việc 24 trên 24 giờ một ngày bên chiếc đèn vàng mù mờ ánh sáng hay ra chiến hào khích lệ tinh thần binh sĩ và tỉ mỉ giảng giải cách sử dụng súng chống chiến xa M72 để bắn xe tăng địch. Dưới sự chăm sóc và chỉ huy của Thiếu tướng Nam và Chuẩn tướng Hưng, quân đoàn 4 gồm các sư đoàn 7, 9 và 21 bộ binh đã đem lại những ngày an bình cho người dân miền Tây. Hai vị tướng đã là một cặp chiến binh kiệt xuất tạo nên bức tường thành vững chắc cho quân khu 4. Cho đến ngày oan nghiệp 30 tháng 4 năm 1975, hai vị tướng nhiều lần nhận lời đề nghị khẩn thiết của người Mỹ muốn giúp cho hai vị và gia đình di tản sang Hoa Kỳ. Nhưng cả hai vị tướng đã khẳng khái từ chối. Cho đến 4 giờ chiều cùng ngày thì hai vị tướng còn cố liên lạc với các đơn vị hỏi xem có nhận được lệnh hành quân và phóng đồ bố trí chiến đấu chưa. Tất cả đều trả lời không. Hóa ra vị đại tá được trao trọng trách chuyển lệnh đã bỏ trốn mất. Hai vị tướng tức ức thở than cho vật nước. Danh từ đầu hàng là từ đầu cho đến tàn cuộc chiến rất xa lạ với người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa chuẩn tướng Hưng vẫn với bộ quân phục tác chiến bộ binh màu ô liu trở lại văn phòng tư lệnh phó gặp lại vợ con nói lời vĩnh biệt và ân cần khuyên nhủ bà chuẩn tướng rắn cắn răng sống nuôi con dạy dỗ cho con nên người nói cho chúng biết về người cha đã chết như thế nào cho tổ quốc người cũng trân trọng từ biệt các chiến hữu tôi không bỏ các anh để đưa vợ con tôi ra ngoại quốc tôi cũng không thể chịu đầu hàng các anh đã từng cộng tác với tôi những lúc các anh lầm lỗi tôi có rầy la xin các anh tha thứ cho tôi những lỗi lầm nếu có những người lính ôm lấy lá cờ vàng và cây súng thân thương vào lòng khóc nức nở họ biết giây phút vĩnh biệt của người chủ tướng đã điểm chuẩn tướng hưng cố xô đẩy mọi người ra ngoài bình thản đóng cửa văn phòng lại có tiếng súng nổ chát chúa từ bên trong vọng ra bà Hưng và các chiến hữu phá cửa sông vào. Chuẩn tướng Hưng đã nằm ngã người, tựa vào giường nửa trên nửa dưới, hai cánh tay đang giang ra và giật mạnh. Toàn thân rung rẩy từng cơn. Đôi mắt còn mở to uất hờn. Người đã bắn vào tim để tỏ rõ tiết tháo của một người tướng lãnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Máu từ trong tim người thấm ướt mảng áo ngực và loan ra đỏ thắm tấm ra trắng. Thời điểm người anh hùng thăng thiên lúc 8 giờ 45 tối ngày 30 tháng 4 năm 1975. Khoảng 11 giờ khuya, Thiếu tướng Nam gọi điện qua chia buồn. Bà Thiếu tướng Hưng nghe rõ tiếng thở dài của người tư lệnh phía bên kia đầu dây. Trong cái ngày đau buồn ấy, tại Bệnh viện Đồng Đất Sài Gòn, người ta đã đưa vào thi hài của Thiếu tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh quân đoàn 2, quân khu 2, một chiến binh mà các cấp bậc đi lên đều được trao gắn vinh thăng tại mặt trận. Thiếu tướng Phạm Văn Phú đã uống thuốc độc chết cùng với vật nước. Từ cái ngày người bị trọng thương và xa vào tay giặc ở Điện Biên Phủ vào tháng 5 năm 1954, rồi được trả về cho Việt Nam Cộng Hòa sau ngày ký Hiệp định Genel ngày 20 tháng 7 năm 1954, Thiếu tướng Phú đã thề với lòng là người tha chết, chứ không chịu nhục nhã lọt vào tay giặc một lần nữa. Lời thề ấy người đã giữ trọn. Người chết đi mang theo một nỗi hận mất nước và một nỗi oan khuất về cuộc triệt thoái quân khu 2 không mong muốn. Còn nhớ lại trận điện Biên Phủ, toàn tiểu đoàn của Đại úy Phú chỉ còn có 100 tay súng mà phải gắn chống với một số lượng quân địch đông gấp 20 lần. Ông dẫn quân lên đánh cận chiến với địch và giành lại được hơn 100 thước chiến hào. Đại úy Phú và một số sĩ quan chỉ huy tiểu đoàn đều bị đạn địch quật ngã và một vài giờ sau đó bị sa vào tay giặc. Trong thời gian bị giặc bắt làm tù binh thì bệnh phổi của đại úy phát tác và ông mang bệnh lao, định mệnh vẫn còn cho người anh hùng được sống để tiếp tục chiến đấu cống hiến nhiều hơn nữa cho nền tự do của Tổ quốc. Sau tháng 7 năm 1954, Đại úy Phú được trả về cho Việt Nam Cộng Hòa. Vị tướng mảnh khảnh người, khuôn mặt xương nhưng có cái tắt tay mềm mại ấm áp ấy đã nhanh chóng trở thành một trong những vị tướng xuất sắc nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, lần lượt đảm nhiệm những chức vụ quan trọng như tư lệnh lực lượng đặc biệt, tư lệnh biệt khu 44 thuộc miền Tây, tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh và sau hết là tư lệnh quân đoàn 2, quân khu 2. Chính là ở vị thế cực kỳ khó khăn này, Thiếu tướng Phú phải đương đầu với nhiều vấn đề sinh tử có tầm vóc quốc gia mà đã vượt ra khỏi quyền hạn nhỏ bé của ông. Người ta cho rằng việc thất thủ ban mê thuộc là do lỗi thiếu phán đoán của Thiếu tướng Phú. Người ta chỉ có thể dùng quân luật và quân lệnh để bắt buộc Thiếu tướng Phú thi hành rút quân, thậm chí đặt ông vào tình trạng bất khiển dụng vì lý do sức khỏe ngay trong ngày 14 tháng 3 năm 1975, hai ngày trước khi quân đoàn 2 rút quân ra khỏi cao nguyên. Thiếu tướng Phú đau lòng theo dõi các mũi tiến quân của địch, như những vết dầu loan nhanh chóng thấm đỏ hết 2 phần 3 lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Người biết cái sinh mạng nhỏ bé của mình cũng co ngắn lại cùng với số mệnh của đất nước. Rồi khi những chiếc khăn rằn và những chiếc áo màu xanh rêu mốc đã tràn ngập khắp phố phường Sài Gòn trong ngày 30 tháng 4 năm 1975, người chọn cái chết lưu danh thanh sử bằng cách uống độc dược để tỏ ý chí bất khuất của người làm tướng và chứng tỏ cho đối phương biết rằng họ có thể chiếm được đất nhưng họ không thể quy phục được những tiết tháo của những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa. một trong những hồi ức rất đẹp và rất hào hùng mà chuẩn tướng Lê Nguyên Vĩ còn để lại trong chiến sử Việt Nam là lúc ông cầm khẩu súng chống chiến xa M-72 nhoài người lên khỏi hầm chỉ huy của chuẩn tướng Lê Văn Hưng tại An Lộc bắn cháy một chiếc T-54 chạy lần quần sát một bên. Trong lúc chuẩn tướng Hưng đã thủ sẵn một trái lựu đạn trong tay để cùng chết với quân địch, Đại tá Vĩ đích thực là một khuôn mặt lừng lẫy của miền Đông khi ông về phục vụ dưới cờ sư đoàn 5 bộ binh từ năm 1968. Đại tá Vĩ nổi tiếng là một chiến binh quả cảm, một sĩ quan mẫn cán, năng nổ, có tài tham mưu và chỉ huy. Sau chiến thắng An Lộc, Đại tá Vĩ được đề bạt lên làm tư lệnh phó sư đoàn 21 bộ binh cho đến gần cuối năm 1974. Sau một khóa học chỉ huy và tham mưu cao cấp bên Hoa Kỳ về Cái ghế và văn phòng tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh đang chờ đợi ông Cùng với chiếc lo mới chuẩn tướng Chuẩn tướng Vĩ với con mắt nể trọng của chiến sĩ sư đoàn 5 bộ binh Là một vị chỉ huy siêng năng và đáng kính Người nổi tiếng thanh liêm và chống tham nhũng Bản tính của người bộc trực và dễ nổi nóng trước cái ác và cái xấu một số sĩ quan trong sư đoàn làm chuyện càng quấy, ăn chặn trên xương máu của chiến sĩ đều bị người trừng trị thẳng cánh. Chuẩn tướng Vĩ là một trong những vị tướng hiếm hoi, có tinh thần tự trọng cao độ, không bao giờ ý lại mọi sự trợ giúp từ phía Hoa Kỳ. Người ta nhìn thấy ông ở một tinh thần tự lực cánh sinh và có nhiều sáng kiến khi phải đương đầu với những vấn đề khó khăn. Về quân sự, một người có tầm nhìn chiến lược rất bao quát, và thường hay bày tỏ với các sĩ quan tham mưu. Tôi nghi ngờ chúng không đánh mình ngoài này, mà sẽ tìm cách len lỏi đi thẳng về Sài Gòn. Sự phán đoán đó về sau đã hoàn toàn đúng. Một quân đoàn Bắc Việt không giao chiến với sư đoàn Nam Bộ Binh, mà tìm cách len lỏi xuyên qua những điểm bố trí của sư đoàn hối hả tiến về Sài Gòn để dứt điểm tướng Dương Văn Minh. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, Họp tham mưu sư đoàn xong, Chuẩn Tướng Vĩ và toàn ban sĩ quan ngồi bên chiếc máy thu thanh, chờ nghe Tướng Minh đọc nhật lệnh quan trọng. Trong thâm tâm của Chuẩn Tướng Vĩ, người cứ tưởng là Tướng Minh sẽ kêu gọi toàn quân chiến đấu đến cùng, hoặc là di tản về miền Tây tiếp tục đánh. Thực chất, chỉ là một nhật lệnh ngắn ngủi, khô khan, kêu gọi chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa các cấp buông súng, ai ở đâu thì ở đó và chờ binh đội cộng quân đến bàn giao. Chuẩn tướng Vĩ nghiến răng miễn cưỡng ra lệnh cho binh sĩ treo cờ trắng trước cổng căn cứ và cho quân thuộc cấp giải tán. Trước khi chia tay, chuẩn tướng Vĩ đã mời các sĩ quan cùng ăn một bữa tối cùng với ông. Nhìn khuôn mặt trầm buồn và ánh mắt u uất của vị tư lệnh, các sĩ quan đoán chắc thế nào ông cũng tử tiết để bảo toàn danh dự người làm tướng. Cho nên, họ đã khéo léo giấu hết súng bữa cơm vĩnh biệt được dọn ra. Những hạt cơm trắng ngần trong khoảng khắc đó dường như có vị mặn của máu và cứng ngắc như những hạt sỏi. Mọi người còn đang dùng cơm thì chuẩn tướng vĩ bỗng bỏ ra ngoài, đi nhanh về hướng chiếc trailer dùng làm văn phòng tạm cho tư lệnh. Các sĩ quan kinh hoàng khi nghe hai tiếng nổ đanh gọn phát ra từ chiếc trailer. Mọi người hối hả chạy ùa tới mở cửa thì thấy chuẩn tướng vĩ nằm trên vũng máu và người đã thật sự ra đi. Trên tay còn cầm khẩu Beretta 6.35 mà mọi người không nhớ là nó còn nằm trong chiếc trailer. Chuẩn tướng vĩ đã bắn vào phía dưới cầm, đạn đi trổ lên đầu. Khi các vị sĩ quan và binh đội cộng sản vào tiếp quản danh trại, thì sĩ quan sư đoàn cao cấp của địch đã nghiêng mình kính phục khí tiết của chuẩn tướng vĩ và nói, đây mới xứng đáng là con nhà tướng các chiến sĩ sư đoàn chuyển thi thể của vị tướng ra an táng trong rừng cao su gần doanh trại bộ tư lệnh. Ít lâu sau thì thi thể của chuẩn tướng Vĩ lại được thân nhân bốc lên, đem về cải táng ở hạnh thông Tây, Gò Vấp, Sài Gòn. Năm 1987, ba cụ thân mẫu của chuẩn tướng Lê Văn Vĩ lặn lội vào Nam, hỏa thiêu hài cốt của người vị anh hùng và đem về thờ ở từ đường họ Lê Nguyên, tại quê nhà ở tỉnh Sơn Tây. cùng với tấm lòng của những người mẹ thương con bao la, mênh mông như đại dương. Bà cụ thân mẫu của chuẩn tướng Trần Văn Hai, tuổi già tấm lưng còng, còm cõi với thời gian, đã mưu trí gạt được quân cộng đang tràn ngập trong căn cứ Đồng Tâm, Mỹ Tho, nơi đặt bộ tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh, đem được thi thể của vị tư lệnh về gò vấp mai táng. Bà rưng rưng nước mắt nghẹn ngào, nhận gói di vật của con bà từ tay của một vị trung úy thuộc cấp trong đó có một vài vật dụng cá nhân và số tiền hai tháng lương khiêm nhường của chuẩn tướng là 70.000 đồng. Là một người con hiếu thảo, trước khi ra đi, người còn cố gửi về cho mẹ số tiền nhỏ bé đó. Lúc còn sống, chuẩn tướng hai nổi tiếng là một vị tướng thanh liêm. Cuộc đời thanh đạm, không có của cải vật chất gì đáng kể. Ngoài chiếc xe jeep của quân đội cấp cho, thì khi người ra đi, người chỉ để lại cho hậu thế thanh danh thần tướng cùng tấm lòng son sắc đối với dân tộc và tổ quốc. Tài năng của chuẩn tướng hai được xác định bằng những chức vụ quan trọng trong hệ thống quốc gia như tỉnh trưởng Phú Yên, chỉ huy trưởng biệt động quân, tư lệnh phó quân đoàn 2, quân khu 2, tư lệnh cảnh sát quốc gia và sau cùng là tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh đảm nhiệm những chức vụ cao tột độ như vậy mà người vẫn sống một cuộc sống bình dị, nghiền ngẫm kinh Phật, trên tay lúc nào cũng thấy những loại sách học hỏi khác nhau. Chuẩn tướng hai cũng nổi tiếng là vị tướng thương yêu và chăm lo cho đời sống chiến binh, các cấp dưới quyền hết mực. Thậm chí còn coi thường cả mạng sống như câu chuyện trở thành huyền thoại về đại tá hai chỉ huy trưởng biệt động quân vào đầu năm 1968, đã cùng với vài sĩ quan đáp phi cơ C-123 ra tận chiến trường khe xanh và nhảy xuống, lặn lội ra từng chiến hào tiền tuyến thăm hỏi khích lệ chiến sĩ của tiểu đoàn 37 biệt động quân dưới những cơn mưa pháo rền trời của địch. Năm 1974, định mệnh đã đưa chuẩn tướng 2 về làm tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh để tên tuổi của người lưu lại nghìn thu trong sử sách bằng một cái chết hào hùng mà đã làm cho quân địch kinh hoàng. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, chừng hơn một tuần, đích thân của Tổng thống Thiệu đã cho máy bay riêng xuống rước chuẩn tướng hai di tản. Mặc dù chuẩn tướng hai không phải là người thân cận hay thuộc phe phái của ông Thiệu, điều đó cho thấy uy tín của ông rất lớn. Chuẩn tướng hai thẳng thắn từ chối và cương quyết ở lại sống chết với chiến hữu của ông chuẩn tướng hai trong ngày cuối cùng vẫn tươm tất uy nghi trong bộ quân phục tác chiến ngồi trong văn phòng tư lệnh chờ quân địch đến người ôn tồn khuyên bảo các sĩ quan và chiến binh thuộc cấp trở về với gia đình nhưng có một số vẫn nhất quyết ở lại bảo vệ vị chủ tướng của mình vì họ biết chuẩn tướng hai sẽ không bàn giao căn cứ đồng tâm hoặc nếu có bàn giao thì cái phương thức của ông sẽ làm không phải là phương thức kiểu đầu hàng một con người đã từng chiến đấu bảo vệ đất nước hơn 20 năm. Không có một lý do gì, người lại giao lại cho địch một cách dễ dàng. Khoảng xế trưa, một đơn vị cộng quân thận trọng tiến vào đồng tâm và nhỏ nhẹ đề nghị xin được tiếp quản căn cứ. Chuẩn tướng hai ngồi ngay ngắn sau bàn, bên trên có hai cái ghế nhỏ gắn lá cờ Việt Nam và lá cờ tướng một sao. Nghiêm nghị đòi hỏi một vị tướng sư đoàn trưởng đến gặp ông Ngoài điều kiện đó, ông không muốn bàn chuyện nào khác. Tình hình rất căng thẳng, hai bên gươm súng ghim nhau. Mãi lâu sau mới có một người gõ cửa xin vào rụt rè tự nhận là sư đoàn trưởng. Chuẩn tướng hai bất ngờ rút súng lục ra, nổ mấy phát vào viên sĩ quan địch. Với khoảng cách rất gần đó, ông có thể giết chết đối phương dễ dàng, nhưng ông chỉ bắn ông này bị thương nhẹ, phải bỏ chạy ra ngoài, để cho địch biết rằng muốn chiếm được miền nam thì họ phải trả một cái giá nào đó chiều tối cùng ngày thì chuẩn tướng hai đã uống thuốc độc tự sát trong văn phòng tư lệnh những người anh hùng của dân tộc việt nam những chiến sĩ dũng mãnh của quân lực việt nam cộng hòa suốt đời tận tụy với nước non đã dâng hiến cho tổ quốc những giọt máu thấm đỏ tinh khôi cuối cùng của mình tên tuổi và tấm gương chiến đấu của những vị thần tướng ấy mãi mãi lưu lại trong lịch sử Việt Nam và được dân tộc Việt Nam ngàn đời phụng thờ hương khói. Kính thưa quý vị, VTV sáng nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay nông góp ý kiến cho VTV xin email về VATVnews at gmail com bích phượng xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới kính chúc quý vị một ngày cuối tuần an lành và hạnh phúc bên người thân và gia đình